khỏe đến tất cả các anh chị đang lắng nghe cái chương trình của mình về cái đại dịch, hay chúng ta còn gọi là cái coronavirus, tức là cái virus xuất phát ở đây một tháng ở tại Vũ Hán, và những điều chúng ta cần phải làm, bởi vì mình thấy được một số anh chị rất là hoang mang, lo sợ vân vân. Thì với kinh nghiệm của dân trong cái ngành nghiên cứu về khoa học vân vân, và những gì mình đang theo dõi và những cái kiến thức của mình có được, thì mình muốn chia sẻ với các anh chị. Bởi vì mình thấy là các anh chị sẽ thấy rất nhiều thông tin ở trên mạng xã hội, nó có trái chiều cũng có đúng chiều hay có không cũng, nói chung là có rất nhiều thông tin, và đôi lúc là thông tin lá cải cũng có nữa. Cho nên các anh chị khi mà muốn có một thông tin gì đó thì hãy lấy từ thông tin chính thống. Bản thân thì Trinh là xem những cái thông tin từ CDC, tức là bộ kiểm duyệt ở tại Mỹ, và đài mình sẽ theo dõi là CNN, bởi vì tất cả những gì mà họ đưa đấy là họ phải kiểm chứng trước, hay là tất cả những cái video YouTube mà các anh chị xem mà mình thấy là có những cái mà người lăn đùng ra chết ABCD gì đó, là đôi lúc chúng ta cần phải kiểm chứng, bởi vì có thể là tình cờ một người đó đang xỉu ngoài đường và chúng ta cũng nghĩ đó là do coronavirus, thì chúng ta sẽ bắn loạn lên hết nha. Cho nên những điều mà mình nghĩ là chúng ta cần phải hiểu và cần phải làm gì nha. Cho nên lần nữa thì anh chị có thể chia sẻ cho người thân, bạn bè ở khắp mọi nơi. Một số các anh chị ở nước ngoài đang định về Việt Nam thăm gia đình và hủy bỏ chuyến bay thì mình nghĩ cũng không nên. Thật sự là không đến nỗi giống như vậy đâu. Cho nên anh chị vẫn nên về Việt Nam thăm gia đình. Những điều chúng ta cần phải làm trong lúc này nha. Cho nên những cái cơ bản thì Trinh sẽ nói với các anh chị trước là cách đây một tuần thì Trinh có chia sẻ về cái đại dịch coronavirus xuất phát từ ở Vũ Hán, và nó bắt đầu từ động vật. Dĩ nhiên nó bắt đầu từ ở trong cái chỗ bán hải sản, mà trong đó cái chợ đó thì bán đủ tất cả những thú hoang dã, đồ ăn trên trời gì đó đủ thứ ở trong cái chợ đó. Dĩ nhiên hôm nay thì Trung Quốc đã cấm hết tất cả, tức là cấm tuyệt đối luôn, mà nếu có sẽ bị trừng phạt bán tất cả những thú hoang dã đó tạm thời, cho tới nào khi mà cái virus này được khống chế. Mình thì hy vọng là nhà cầm quyền Trung Quốc là cấm luôn vĩnh viễn, bởi mình nghĩ là thú hoang dã nó cũng có cái sinh linh của họ, của những con thú đó nó còn được sống. Nên thì thấy ở trái ở Úc thì cái con thú hoang dã nó ôm con nó khóc, thì mình nghĩ là họ cũng có cái con, những cái thú vật này nó súc vật, nhưng mà nó cũng có cái tình thương, thì nó cũng mong cầu có sự sống. Thì chúng ta cũng vậy, thì mình nghĩ là ranh giới của ai người đã sống, chúng ta không nên ăn những con thú hoang dã đó, để rồi gánh những cái vấn nạn. Cho nên rõ ràng là mình lãnh hết tất cả này là do mình hết. Cho nên chính phủ cộng quyền của Trung Quốc đã cấm, hôm nay thì biết được thông tin là cấm tạm thời, mình hy vọng là họ sẽ cấm vĩnh viễn luôn, thì đó sẽ đều rất tốt. Thì cách đây một tháng là nó xuất phát từ ở trong cái chợ đó, rồi từ cái chợ đó nó qua hải sản, cho nên người ta vẫn nhiều cái nghi ngờ không biết từ đâu, nhưng mà từ hải sản đó rồi nó là qua dơi, rồi dĩ nhiên các chị nên nhớ là cái virus này nó sống với những con động vật đó, nhưng mà khi nó ở cái môi trường là máu lạnh máu nóng, và máu lạnh máu nóng tức là một cái cực kỳ virus biến thể rất lạ, cho nên cái đó là cái đáng nguy sợ nguy hiểm. Rồi từ đó bắt đầu qua tới con cầy hương, rồi tới con dơi con rắn, rồi sau đó thì nó qua tới người. Và khi cho nên từ động vật qua tới người là khó, nhưng mà nó đã vô tới người rồi thì bắt đầu người tới người sẽ lây lan. Cho nên nó bắt đầu từ một tháng trước, thì tới một tháng nay thì cái thời gian gọi là incubation, tiếng Anh nó gọi là incubation cho cái virus này đó, nó định hình và phát triển. Thì cho nên bây giờ nó như vậy, nhưng mà Trinh chắc chắn là trong 2 tuần nữa thì cái sự khủng bố nó còn nữa. Cho nên những điều mà chúng ta cần phải làm nào, thứ nhất thì Trinh sẽ nói là ngày 23 Tây á, thì Trinh nói về Tây thì ngày 22 thì Trinh có chia sẻ với các anh chị là lúc đó chỉ có 6 người chết thôi. Bây giờ là 106 người chết. Có nghĩa là trong một tuần thì đã lên tới 106, 100 thêm tăng thêm 100 người chết. Và cái số người bị truyền nhiễm lúc trước là chỉ là có 200 mấy, bây giờ là lên tới 2.000 mấy hay 3.000 mấy gì rồi. Con số chưa cập nhật tới thời điểm thì Trinh đang nói. Thì ngày 22 thì Trinh sẽ nói như vậy, ngày 23 là Trung Quốc cấm vận Vũ Hán, tức là một thành phố Vũ Hán cấm vận, không có cho gọi là nội bất xuất ngoại mất bất nhập ở Vũ Hán. Sau đó thì tới một vài tiếng đồng hồ sau thì họ cấm luôn 3-4 cái vùng đó, thì tương đương với khoảng là 60 triệu dân đã bị cấm vận không đi ra đi vô được, trừ cho những người có chức trách và trách nhiệm.
thì các chị có hiểu 60 triệu dân là nó bằng 2 phần 3 của cái đất nước Việt Nam mình. Cho nên tình trạng khủng hoảng thì nó cũng có, nhưng mà cái Trinh nghĩ là chúng ta làm gì làm, trước khi chúng ta chĩa cái ngón tay vào người khác thì cái ngón tay kia nó sẽ chĩa ngược về mình, đúng không? Chúng ta chỉ trích một ai đó hay là chỉ trích nhà dân không binh ai hết, mình chỉ nói là lập trường của mình, đứng vào cái vị trí mình đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, thì cái ngón kia nó đổ ngược về mình, đúng không? Mình đổ cho người khác. Nhưng mà nếu bạn không ăn những con quan giả này ngay từ đầu thì làm sao có vấn đề này xảy ra. Và giờ khi xảy ra rồi thì bị cấm vận, thì các bạn đòi chính phủ, nhà nước làm cái gì đó trong một thời gian ngắn nhất có thể để cứu các bạn đó là bỏ quan, thì mình nghĩ nó cũng là không đúng. Dĩ nhiên đây là cái gọi là cái quan niệm của thị trường, cho nên chúng ta cần phải bình tĩnh. Bởi vì khi mà tất cả ai cũng vậy thôi, người chết thì chắc người đang bị bệnh thì chắc chắn nó cần phải giải pháp. Nhưng mà bộ y tế, bác sĩ, y tá, những người có chức trách hay là những người nhà khoa học họ nghiên cứu, khi họ trước khi họ đi tới một cái vùng đó để họ bắt đầu có thể cứu được các bạn, thì họ phải có những cái phương pháp đi vào như thế nào đó an toàn. Bởi vì nếu đi vào mà không an toàn thì làm có thể là lây lan còn tệ hại hơn nữa. Cho nên đôi lúc chúng ta cần phải bình tĩnh về vấn đề đó nha. Cho nên ngày 23 là nhà cầm quyền đã cấm tất cả vận hành tất cả những chuyến bay ra vào, nhưng mà ngày 22 thì tất cả chuyến bay từ Vũ Hán đi tất cả năm châu đều có. Anh chị nhớ nha, ngày 22 Tây thì chuyến bay từ Vũ Hán vô Sài Gòn đáp xuống Bình An vào ngày 22 của tháng 1. Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh đều có hết. Mà không chỉ ở nước Việt Nam mình, luôn cả tất cả những nước khác, Mỹ, Pháp, châu Âu Tây, từ Vũ Hán là một thành phố rất là lớn. Và từ đó nó lan tỏa là bao nhiêu chuyến bay trong một ngày đó nó sẽ bay ra cả tất cả năm châu. Thì trong ngày 22 tháng 1 là tất cả chuyến bay đều bay hết tất cả, hầu hết tất cả những địa điểm trên thế giới, trong đó có nước Việt Nam mình, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh, Sài Gòn. Thì xin Dinh xem chuyến bay mà đáp cuối cùng vào Sài Gòn mình đến từ Vũ Hán là ngày 22 Tây. Thì các chị nhớ từ 22 Tây tất cả những người đó, dĩ nhiên ngoài những ngoài Vũ Hán ra thì còn những người khác ở Trung Quốc, họ từ Vũ Hán họ đi qua những thành phố khác, có thể từ đó họ bay vào Việt Nam hay là họ bay qua Mỹ, qua Pháp, qua Anh, qua Bỉ rất nhiều. Thì các anh chị nhớ là trong người họ có thể là bị lây rồi cũng không chừng, nhưng mà trong vòng 17 ngày tới 14 ngày sau thì cái bệnh nó mới bắt đầu phát hiện ra. Thì các anh chị nhớ đi, ngày 22 cho tới 29 này đó là ngày mai là đúng một tuần, rồi tới ngày 7 tây tháng 2 sẽ là 2 tuần. Thì sau 2 tuần nữa thì các anh chị sẽ thấy con số nó sẽ khủng bố thế nào. Bởi vì tất cả những người bây giờ đã nói rồi, nó đang ủ, thời gian này đang ủ thôi nha, thời gian này đã ủ là đã lây. Cho nên tất cả chúng ta đều là những người vô tội, luôn cả họ là những người vô tội, chúng ta không biết được điều đó, cho nó đang ủ. Thì một tuần nữa là các anh chị sẽ định vị rất rõ. Rồi nhớ là cái những người mà đáp xuống ngày 22 Tây không chỉ cho nước Việt Nam mà cho tất cả những người trên thế giới vào ngày 22 Tây. Họ đã đi gặp bao nhiêu người xung quanh, bởi vì họ cũng là những người vô tội, họ không biết về vụ này. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng không nên trách móc ai cả, đúng không? Chỉ riêng sau Vũ Hán cấm thì giờ không còn ai bay vào được nữa. Nhưng mà những thành phố khác thì họ cũng bay. Còn cái việc đó mình không nói về vấn đề chính trị ở đây, thì Trinh chỉ muốn nói về khía cạnh của một người khoa học và những cái hiểu biết của mình và những gì chúng ta cần làm nha. Cho nên mình chỉ nói là làm lại là ngày 22 thì tất cả chuyến bay đều có, luôn cả Sài Gòn. Thì như vậy có nghĩa là tới tuần tới vào ngày 7 tháng 2 là đúng 14 ngày. Thì trong 14 tới 14 tức là tuần tới, các chị sẽ thấy con số khủng hoảng là nó sẽ lan lan thế nào. Và dĩ nhiên những người mà 22 đáp xuống có thể là bữa nay họ mới đi gặp ai gì đó, thì bắt đầu thì họ sẽ lấy cái bệnh đó thì có sẽ lan tiền tiếp nữa. Cho nên việc đầu tiên thì Trinh nói chỉ là không nên hoang mang, không đến nỗi như chúng ta tưởng nha. Thì trên việc đầu tiên chúng ta là không nên trách móc bất cứ ai. Bây giờ chúng ta là những con người với nhau, việc đầu tiên thì Trinh nghĩ là về việc là chúng ta cùng nhau cầu nguyện về khía cạnh tâm linh. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mọi người được bình an, đó là điều đầu tiên chúng ta làm. Dĩ nhiên đó là phần tâm linh của mọi người thì theo các anh chị, nhưng mà chúng ta không đổ lỗi hay trách móc người đó là người Trung Quốc ABCD. Tất cả đều là con người hết. Bởi vì nếu như mà là người Việt Nam mình và người ta sẽ kỳ thị người Việt Nam của mình thì như thế nào? Cho nên chúng ta tránh cái phần phân biệt đó, thì em nghĩ chúng ta không nên nha.
cho nên ta không thể nào đã nói về vơ đủ cả nắm được về vấn đề đó, hay là chúng ta cũng không thể nào vơ đủ cả nắm vào vấn đề của nhà cầm quyền. Chỉ ở khía cạnh tuổi thì trên mình chỉ nói về ngành trung lập. Thực sự bây giờ nó đang xảy ra ở nước Mỹ và nó khủng hoảng bao nhiêu triệu dân như vậy thì chắc chắn cũng sẽ được cứu, nhưng mà chúng ta trong thời gian đó họ phải tìm cái phương pháp nào hiệu quả nhất để mới cứu được chúng ta. Cho nên việc đầu tiên của mình là tránh cái sự hoang mang đó nha. Cho nên trong cái thời gian này thì anh nghĩ là việc cơ bản là không quá lo lắng. Việc thứ hai chúng ta cần phải làm là tránh ở những nơi đám đông nha. Việc thứ hai là chúng ta cần làm là tránh ở những nơi đám đông. Nếu như không có yêu cầu đi ra ngoài thì không nên. Tại sao chúng ta còn phải tụ tập ở ngoài chợ hoa, Nguyễn Huệ hay là gì đó? Cái gì còn tụ tập thì trên thế kẹt xe ngày mùng 2 quá trời ngoài kia. Chúng ta tụ tập, nếu mình là người ý thức thì mình ở nhà để chúng ta tụ tập. Rồi từ đó sẽ đẻ ra một người ra bao nhiêu người, rồi chúng ta đổ lỗi người khác. Thì trong đó có mình một phần nữa. Bản thân thì Trinh biết điều đó là mình không ra đường luôn. Mình ở nhà, mình đọc sách, mình làm những điều khác. Bởi vì chúng ta làm điều đó thì chúng ta đang giúp cho những cái bộ phận nào đó họ đang làm việc, để tránh giảm bớt cái sự lan tỏa nó ra ngoài. Cho nên Trinh khuyên chúng ta hãy nên, đúng không? Đi ra ngoài chụp chợ hình, chợ hoa, bông hoa gì đó, nó không phải là lúc. Thì chúng ta nên giảm thiểu những vấn đề đó để tránh bớt những vấn nạn này đang xảy ra nha. Việc thứ hai các chị cần phó cái mask. Trinh sẽ nói về cái mặt nạ. Mặt nạ thì các chị có hai cái cách mặt nạ các chị có thể sử dụng, nhưng mà mặt nạ thì nó cũng không có giúp các chị nhiều đâu. Mình chỉ nói một phần thôi. Mặt nạ thì Trinh đang cầm ở trên tay nên là mặt nạ y tế, là nó gọi là ba lớp mặt nạ y tế. Thì nó chỉ giúp một phần nào thôi, nhưng mà nếu mà bị virus cắt một mét thì các anh chị vẫn bị như thường, cho nên nó cũng chả giúp. Dĩ nhiên có mặt nạ đỡ hơn là không có cái mặt nạ. Một loại mặt nạ thứ hai nữa là mặt nạ của 3M, của hãng 3M. Dĩ nhiên trong lúc mà xảy ra vấn đề thì tất cả những cái này doanh số của những công ty bán mặt nạ sẽ tăng rất lớn, rất cao ha. Mặt nạ 3M N95, N95 là có khả năng ngăn chặn được 95% tất cả những cái sinh vật nhỏ, vi vật thể nhỏ, trong đó có những cái loại virus gì đó vào trong cơ thể, chỉ một phần nào thôi, nhưng mà nó phải bao hòm, nó kích cái mũi và cái hai lỗ hở này thì mới được, nhưng mà nó sẽ rất là khó thở. Về vấn đề đó thì đó thường như tất cả những người y tế mà các chị thấy mà họ mặc những cái bộ đồ cách ly họ đi vào đó, thì họ mang những đó, hoặc là cái mặt nạ nó gọi là N99 cao chút xíu nữa. Cho nên thì Trinh dặn các anh chị là mặt nạ này các anh chị mua nhiều trong những cái hộp, nhưng mà nhớ cái vấn đề là chỗ là đôi lúc là virus nó chưa đưa tới mà các anh chị đã bị bệnh từ cái mặt nạ này rồi. Mặt nạ này đi ra dùng chỉ có một lần thôi nha các chị nha. Mình thấy rất nhiều người mua cái mặt nạ này xong đi ra ngoài chợ không về cất rồi dùng tiếp. Mặt nạ y tế này mỗi lần các anh chị dùng đi ra ngoài đi về là buộc bỏ, và các anh chị sẽ thay mặt nạ khác. Cho một ngày đi ra đường 4-5 lần là phải thay 4-5 cái mặt nạ. Nhớ nha, cho nên muốn các chị hiểu cái vấn đề này, mặt nạ đây là mặt nạ y tế. Mặt nạ y tế thì có cách là ba phẫu thuật ba lớp, và nhớ mỗi lần dùng xong đi về là dùng, chứ không phải là nhét vô túi rồi đi ra chợ nhét vô túi xong rồi về nhà cất cái đó để ngày mai ra nữa. Thì khè ba cái nước miếng này không, những cái vi trùng này cũng đủ chết rồi, chưa vai rồi chưa đánh tới các anh chị là các anh chị chết từ những chỗ này rồi nha. Thì đó là cái tạm thời chúng ta có thể sử dụng nếu chúng ta bắt buộc phải ra đường. Còn giống như thì dân không có nhu cầu ra đường cho mình sẽ không đi ra đường luôn nha. Hoặc là mình đi những cái chỗ rồi là rất là vắng, không có thể tránh những chỗ đông người. Rồi những cái cơ bản thì Trinh sẽ hướng dẫn các anh chị cần phải hiểu trong cái quá trình mà xảy ra vấn đề nha. Để Trinh treo mình lên có thể thấy cái tin thì nó dễ. Chị chờ thì Trinh một xíu nha. Rồi, cái phần đó là phần cần phải nói trước. Cho nên bình tĩnh, không có gì phải hoang mang cả, không có đến nỗi đâu. Chính các anh chị làm cho cái chuyện nó lớn hơn. Và cái gì cũng vậy, thông tin chúng ta cần phải hiểu rõ nguồn gốc của sự kiện. Khi chúng ta của vấn đề, chúng ta không thể nào nhìn một vùng ở khía cạnh của một vấn đề và chúng ta lan tỏa những cái nó không đúng thì nó cũng không có tốt nha. Rồi, những người nào thì Trinh sẽ nói luôn những điều cơ bản. Những người trẻ, phụ nữ mang thai, những đứa trẻ, phụ nữ mang thai và những người lớn tuổi là cái khả năng bị rất cao.
và những người có tiền án tiền sử bệnh tật, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, cao máu, cao mỡ, bị thận, bị ung thư phổi, những người bị ung thư ABCD, thì những người đó mà khi đụng tới virus này á thì cái xác suất bị tử vong sẽ cao hơn người khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao thì Trinh vẫn lúc nào cũng khuyên các chị là hãy bảo vệ sức khỏe của mình khi mình còn đang mạnh. Bởi vì khi có vấn đề thì cái người mạnh là cái người có thể sống sót được để được cứu, còn cái người mà không có sức khỏe là cái người đó chết trước nha. Cho nên những điều thì Trinh cần phải biết cho các chị lưu ý ha. Hiện bây giờ thì tỷ lệ mà về Trinh thấy thống kê cho anh chị á, năm 2002 và 2003 đó, thì cái hội chứng mà bệnh SARS virus SARS đó, thì cái tỷ lệ của nó là tử vong là 9.6%. Còn cái vụ mà ở Trung Đông 2012 thì tỷ lệ là 34.8-35%. Còn tỷ lệ tử vong của cái coronavirus chỉ có 3% thôi, cho nên vẫn thấp. Nó không có cao. Nhớ nha, 2012-2013 tỷ lệ là tử chết là 9 là gần 10%. Cái vợ 2012-13 là 35%. Còn cái này hiện tại là chỉ mới có 3% thôi. Cho nên chưa có gì và đáng ngại. Nhưng mà những người mà bị xác suất sẽ bị cao nhất là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Bởi vì những người đó là những người hệ miễn dịch sẽ rất thấp và yếu. Và những người có tiền án, tiền sử. Hello, hello. Thì trên nói tiếp bởi vì mạng ở nhà bị rớt. Cho nên mình sẽ nói tiếp cái phần kế, thông cảm với chị ha. Một hồi nữa thì mình có thể thì Trinh sẽ tải và kết hợp hai cái này lại và mình sẽ post lại một lần cho thông tin nó không bị gián đoạn cho các anh chị dễ xem. Ok rồi, Trinh sẽ nói lại cái phần những điều chúng ta cần phải biết. Cho nên trong thời điểm này tránh hoang mang và cũng không đến nỗi, những điều chúng ta cần phải làm thì thứ nhất, nếu các chị có chuyến bay bay về Việt Nam mà các chị vẫn là người khỏe mạnh thì ok, không sao hết, cứ việc về đi, không đến nỗi. Dĩ nhiên đừng nên đi những nơi chẳng hạn như là công chúng nhiều, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Quốc ở đây, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, những nơi đó chúng ta về quê thăm gia đình thì mình nghĩ là ok rồi, an toàn rồi. Những điều ha, phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người có bệnh ung, có những bệnh trong đó bệnh ung thư phổi, viêm phổi, lao phổi, tiểu đường, huyết áp, thận suy, vân vân, thì những người đó khi mà đụng phải virus thì cái xác suất mà để sống còn của họ rất thấp, bởi vì hệ miễn dịch của họ rất thấp. Và hiện bây giờ là virus gọi là biến dạng rất lẹ ha, nó biến thể rất nhanh, cho nên vẫn chưa tìm được cái còn muốn tìm cái thuốc chích ngừa, cái vaccine thì chắc nhất cũng một năm, một năm rưỡi mới có. Cho nên hiện giờ chúng ta không có những gì chúng ta có thể giúp được. Cho nên những cái mà chúng ta cần phải làm với nhau, việc đầu tiên giống nãy chúng ta nói là tránh chỉ trích. Chúng ta chỉ trích cũng không giúp được nào, mà chúng ta hãy cùng nhau hợp tác. Chúng ta cùng nhau hợp tác để giúp cho cái vấn đề nó được giải quyết. Những nơi đông người, nếu chúng ta hợp tác, chúng ta không đi ra chỗ đông người thì cái tỷ lệ lây lan nó sẽ giảm. Còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục ào ào tới những chỗ đông người thì cái tỷ lệ mà nó sẽ lan tỏa càng nhiều hơn, thì nó sẽ làm vấn đề nó càng rối hơn. Thì nhà những chức trách, những người có trong cái ngành y, họ sẽ không thể nào bao nhiêu nhân lực để giúp nội cứu các anh chị. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau hợp tác làm những điều đó cùng nhau. Việc thứ nhất. Việc thứ hai, khẩu trang. Trên nói rồi ha, khẩu trang thì chúng ta có hai loại khẩu trang N95, N99 hay là khẩu trang y tế. Chúng ta cần nên sử dụng khẩu trang y tế thì những khẩu trang này là các anh chị phải dùng, phải vứt bỏ nè. Đặc biệt là cái này là xong về là vứt bỏ, cho nên mua một vài hộp gì đó trong nhà đi ra đường thôi mang khẩu trang. Rồi, thời gian ủ bệnh là 7-14 ngày. Trong thời gian ví dụ như mình bị mắc cái bệnh đấy vô mình không biết, từ 7-14 ngày thì cái virus này nó mới hình thành ủ bệnh. Thì trong lúc ủ bệnh đã bị lây rồi, các chị nhớ nha, nếu thì Trinh đang bị và giờ mình không biết đi, bây giờ mình vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng mình đang gặp một người đó trước mặt mình mà thì Trinh nói chuyện xì nước miếng hay gì đó, hay là cắt vào một ôm cái nắm một cái tay hay ôm một cái gì đó, thì cái người kia đã bị lây rồi và người đó bị lây cũng chả biết luôn, và tới 14 ngày sau mới biết. Cho nên việc thứ ba tư gì quên rồi, các anh chị đã có thể đi xuống giùm mình, thì tránh ôm nhau, tránh nắm tay, bắt tay nhau hay gì đó, chúng ta tránh đánh đồng. Rồi,
Nếu như lỡ có những cái thì nói như nhiệt độ ở trong nhà, máy lạnh nên tắt nha, đặc biệt trên khuyên các chị ở trong nhà máy lạnh nên tắt, nếu có thì máy lạnh phải trên 25 độ, bởi vì virus này nó sẽ sống ở nhiệt độ rất mát. Đó là lý do tại sao khi các chị vào cổng cúng, mà cúng thường thường là ở nhiệt độ lạnh là nó sẽ hoành hành rất nhanh nha. Cho nên ở những cái nó sẽ bị suy yếu nhiệt độ ở trên 25 độ, là những cái con virus này nó sẽ bị yếu dần trên nhiệt độ 25. Cho nên trong bản thân thì trên là nhà trong mở máy lạnh, nhưng mà mình có thể giảm thiểu xuống là máy lạnh thường thường mình mở máy lạnh là khoảng 23 22 độ, nhưng mà mình tăng lên thành 25 27 độ nha. Cho nên nếu có máy lạnh, còn nếu không thì tắt, nếu chịu nổi thì có thể tắt máy lạnh luôn cũng được. Cửa nên mở ra cho nó thoáng nha, chúng ta nên cửa mở cho thoáng. Máy lạnh thì trên 25 độ, bởi vì 25 27 độ trở lên thì virus nó sẽ suy yếu dần nha, những điều đó chúng ta cần phải phải hiểu rõ. Rồi, những cái mà chúng ta cần phải làm nha. Tránh những người đang bị sốt, còn cái triệu chứng thì các chị hình không nói thì chị biết rồi nè, ho nè, khò khè nè, sổ mũi nè, chóng mặt nè, nhức đầu nè, hơi thở cảm thấy nghẹt thở, hơi bị đứt quãng nè, là đó chính là những điều có những cái báo hiệu. Dĩ nhiên mình cũng đừng quá hoang mang về đó, sốt lên cao lâu không hết thì chúng ta cần phải đi tới bệnh viện, và dĩ nhiên cách ly những điều đó càng 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 nhiều càng tốt, tránh gặp những người khác xung quanh, bởi chúng ta không biết tới khi mà kiểm nghiệm xong mới biết được là positive hay là negative, có nghĩa là dương tính hay là âm tính, thì chúng ta mới biết được là chúng ta có bị không. Nhiều khi chúng ta bị cảm bình thường thôi, chúng ta cũng quá hoang mang, cho nên hãy tay đầu vấn đề đó nha. Cho nên mang khẩu trang thì lặp lại, nhớ là, để coi để nói gì đây, bạn áo tay dài nha, chúng ta nên bạn áo tay dài. Và những gì trên là bây giờ mình tránh ôm, mà mình có phong phong tục của người nước ngoài, mình sống nước ngoài lâu, mình gặp ai mình hay có một cái tình thương mến thương, mình ôm họ trước khi mình chia tay, thì giờ mình tạm thời mình sẽ không làm điều đó với bất cứ ai hết, bởi vì mình cũng không biết được chuyện gì, bởi vì thứ nhất có thể là mình bệnh mình lây cho người khác cũng không chừng nè. Rồi rửa, khi mà chúng ta rửa tay nhớ là rửa tay liên tục, rửa tay mình thấy có mọi người rửa tay cái lẹ xong không có đâu, khi cái chị tự rửa tay với xà bông đếm 1 2 3, đếm 20, gọi là 20 giây, thì 20 giây thì những cái vi khuẩn virus nó mới ra khỏi cơ thể mình, tức là mình phải rửa tay đếm 20 giây, chứ phải là để nước sôi thế là xong ở đâu, ít nhất phải là 20 giây bằng cách là đếm 1 2 3 nha. Rồi mình nói về thời tiết rồi ha. Điều thứ ba là tránh, nãy giờ điều thứ mấy mình cũng quên hết rồi. Ăn hiện giờ thì mình nghĩ là các chị nên tránh tránh ăn đồ sống, hải sản vân vân, thịt cá là đồ sống là chúng ta không nên, bởi thực sự vì vẫn chưa biết được là cái virus nó đến từ đâu luôn nha, chỉ là nghi vấn xác định là từ 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 đó qua rắn, qua dơi, qua rắn rồi tới người, mình cũng không biết được, có thể là từ hải sản, nói chung không biết, cho nên tạm thời là không nên ăn những đồ sống đó. Còn nếu các anh chị ăn thực vật giống mình thì càng tốt, khỏi ăn động vật luôn, tránh phiền phức. Nếu ăn chung với người khác tránh dùng đũa, đó là một trong những điều mình cũng đã khuyên các anh chị lâu nay, là tránh gấp chung với nhau, đặc biệt là ngày Tết, đúng không, một cái đũa thật vô cái nồi canh đó rồi đưa vô miệng rồi xong rồi, nói chung một cái đũa đó nó đi tới nhiều người, khẩu phần chia ra mỗi người nó sẽ vẫn là sạch sẽ hơn. Sờ mó đây thì Trinh đang nói là đi vào vị trí công cộng, thì Trinh thấy rất nhiều người, xin lỗi nha, mình có cái tánh là hay để ý, mình thấy rất nhiều người đi nhà vệ sinh ra không có rửa tay, và mình để ý tại Việt Nam hay nhiều lắm, nhiều người tại vì đi ra mà đi ra vệ sinh có rửa tay là mình nghe tiếng nước, mà đi 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 vô vệ sinh ra mà không thấy tiếng nước dội, thấy tiếng nước dội có nghĩa là có dội cầu nhưng mà không có tiếng nước rửa, có nghĩa là xong rồi đi ra ngoài luôn. Mình gặp rất nhiều ở tại Việt Nam, không biết có đụng chạm hay không, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có phong thái đâu sao ngộ ta, không ai rửa tay hết nha, cho nên phải rửa tay. Và cái như đang thấy một số anh chị, khi mà chúng ta dội cái nhà vệ sinh đó là chúng ta lấy giấy, chúng ta cầm cái đồ dội, chúng ta không thọc bằng cái tay của mình, và tránh ngồi trên cái bồn đó, chúng ta kiếm gì chúng ta lót. Cửa mở chúng ta không có gì hết đừng mở bằng tay nha, có nên có giấy. Còn người bản thân trên nhiều khi không có giấy, mình chơi cái áo, mình lấy cái áo mình mở cái đó, hay là mình lấy cái khuỷu tay mình đụng cái cửa mình đi ra. Và khi thì trên mở cái vòi nước để mà rửa tay cũng vậy á, là mình kiếm một tờ giấy gì đó mình hất lên,
rồi mình rửa, sau đó mình kiếm cái giấy mình đè xuống, và khi đi ra khỏi cửa thì chúng không bao giờ mở cửa bằng tay mình hết, bằng một tờ giấy hay bằng cái gì đó chứ không phải là bằng cái tay của mình được. Nhà tránh những cái va chạm đó là những cái rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Dùng cùi chỏ hay gì đó đỡ ra lại rồi ha, trong tạm thời trong lúc trở nơi công cộng. À, ở trong nhà tất cả những cái gì ủ là chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ dùng thì trên nha, những đồ ủ, những cái khăn ủ là chúng ta hãy dẹp nha. Hy vọng là chúng ta không có người thân bị như vậy, còn nếu có thì mình sẽ tìm cách sao. Còn khẩu trang thì trên đã nói rồi, còn nếu chúng ta cách nhau 1 mét ở vị trí 1 mét, không cho ai gần mình trong 1 mét đó hết, không được ngại hết, thì đó là những điều mà mình khuyên anh chị. Thời điểm này nếu ai hệ miễn dịch tốt thì người đó khả năng sống sót cao hơn, còn hệ miễn dịch yếu là coi như xong. Đó là lý do tại sao lúc nào mình cũng khuyên các anh chị là hãy bảo vệ sức khỏe trong những lúc này, là ngủ đủ, không rượu chè, không ăn đồ ngọt, không đường, bởi vì cái này nó sẽ làm hệ miễn dịch mình rất yếu và virus nó sẽ thích vào môi trường ngọt, cho nên chúng ta hãy tránh những điều đó. Uống nước cam là không đường, ăn trái bơ nhưng mà không phải là sinh tố bơ, bỏ sữa với đường trong đó, chúng ta tránh những điều đó ha. Uống nước thơm, nước ép thơm là nước ép thơm không đường, nước bưởi, bữa hôm trước mình có nói nước bưởi yes, nhưng mà nếu các chị bị huyết áp cao thì các chị không uống nước bưởi được, cho nên nước chanh là nước chanh không, chanh pha với gừng với xả gì đó, chúng ta không bỏ đường ở trong đó nha. Những điều ta cần phải hãy nhớ cơ bản đó làm tăng cái hệ miễn dịch của mình. Còn ai theo dõi chương trình xanh của thầy Trinh, hệ miễn dịch không phải một ngày một đêm mà các anh chị có thể có được cái hệ miễn dịch nó tốt được. Đó lý do chúng ta phải bảo vệ nó hàng ngày, tập thể dục hay là để xây dựng cái hệ miễn dịch của mình. Còn trong thời điểm này để cấp bách cho các anh chị, nếu như có bị, mình khuyên các anh chị là nên dùng những cái công thức xanh của thầy Trinh, xanh vô phổi khỏe, bao nhiêu công thức của thầy Trinh mà cái nào dễ nhất các anh chị có, uống nước xanh một ngày một ly, một lít nước xanh vô, thì cái đó là cái mà nó có thể vào máu lẹ nhất để tăng hệ miễn dịch nhanh nhất có thể cho các anh chị trong những lúc này. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi hôm nay. Mình sẽ combine lại hai cái phần đó để các anh chị có thể hiểu rõ trên một lần nữa, không có gì phải hoang mang nha. Cũng không nên chỉ trích và đổ lỗi bất cứ ai hết, bởi vì khi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cả một thế giới, sự lan tỏa của mạng xã hội, sự lan tỏa cái cách phương tiện đi lại nó ào ào, nó không giống như 2003. Cho nên trong ngày 22 là bao nhiêu ngàn chuyến bay đã bay đáp hết tất cả ở kinh cái quả địa cầu này, không chỉ phải ở Việt Nam đâu. Cho nên chúng ta cũng không thể nào nói là Việt Nam đưa vô 22 người ta chưa cấm vận thì họ vẫn bay vào đây. Chỉ nhiên Việt Nam gần nhất họ bay qua đây nhiều nhất. Cho nên chỉ nhiên trong đó mình có nói câu là tránh xa người Trung Quốc, không phải là kỳ thị, nhưng mà chúng ta không biết được họ là ai, không biết là họ có bị hay không, hay là họ từ Vũ Hán tới hay không, hay là họ có người thân là người Vũ Hán cũng không chừng. Cho nên tránh, mình cũng hôm trước mình đi uống cà phê cách đây cũng 1-2 mình ra quán cà phê mình ngồi mình thấy nghe tiếng tàu xí xóa mình đi về, mình tránh chỗ đó tại thực sự không phải là kỳ thị, nhưng mà thực sự mình không biết nha. Mình thấy một số các chị vẫn tiếp tục đi chợ hoa là những cái điều mình nghĩ là không nên ở chỗ đông người. Một lần nữa thì các anh chị cũng đừng quá hoang mang, không có gì phải đáng lo ngại, mặc dù các anh chị ở bất cứ nơi nào, Mỹ, Pháp, Anh Quốc hay Việt Nam, tất cả mọi thứ chưa có gì phải đáng lo ngại. Chúng ta cũng nên làm phóng to quá vấn đề để làm cho mọi thứ nó trở nên sợ hãi thì cũng chả có giúp được gì, mà chúng ta hãy cùng nhau làm những cái việc mà cá nhân con người chúng ta có thể làm được để mà contain, tức là duy trì hay là cách ly những điều đó để giảm thiểu cái sự mà tương tác ở ngoài kia, thì giảm thiểu bớt những cái vấn đề xảy ra, thì nếu có vấn đề gì xảy ra thì cái việc chữa trị nó cũng sẽ kịp thời hơn. Đó là những điều mình muốn chia sẻ các anh chị ngắn ngủi trong bữa hôm nay. Chúc các anh chị giữ sức khỏe, an toàn.